Nói chung ra chú Tám làm gì đen, nói chung ra có đêm chú Tám mà nằm đen, có thêm đêm chú Tám khóc ướt gối luôn đó. Bởi vì nói chung ra người ta nói chú khùng, mà thử ra bởi vì mình suy nghĩ đi, bởi vì mình nghĩ nó như đàn em thôi, bởi Đức Phật nói ta cùng dân cột nhà đó, ta là anh chị chúng là đàn em Để ở. gửi đến cho chú Tám để có đồ ăn, đường bột ngọt, nước tương chao và những cái nấm đông cô đông chi gì đó, với bánh bía bánh này bánh kia nè. Mang ơn đệ trong ngoài mà ủng hộ được gì Tám cũng tiếp tay vô cộng đồng, Tám cũng mừng lắm, cho nó hết đi. Con cảm ơn thầy mới đúng á, tại vì thầy nuôi thầy chích mình phải học theo hạnh Phật mới thành Phật, còn mình không hành theo hạnh Phật sao thành Phật. Thí dụ như mình không hành cũng như cha mà dạy con không nghe cha cũng buồn phải không? Mến chào cô bác anh chị em. Hiện tại Cao Hớn mình đang có mặt ở giữa một cánh đồng tại cái khu chuồng trại, cái mảnh đất mà chú Tám là người dám bỏ ra tiền hàng tỷ đồng để cưu mang cứu sống những con vật như là bò rồi trâu trước khi lên lò mổ, và những cái con chó ngoài đường nữa. Ngoài ra chú bỏ tiền ra hàng trăm triệu luôn để phóng sanh trong mười mấy hai chục năm nay. Và những con vật nào ra đi thì chú cũng đem cho ông cắt rất là đầy đủ. Như cái vị trí xa xa ngoài kia là vị trí của một cái con bò rất là lớn luôn, mà chú cưu mang tới mười mấy năm. Ra đi khoảng một tháng mấy trước chú đã đem ra đó để chôn ngoài đó. Ngoài ra thì còn có một số cái câu chuyện liên quan về tâm linh nữa, mà thông qua video trước mà chú từng kể mình đăng qua. Đây là vị trí của ngôi mộ của chú Châu nè. Chú Châu đã mất rồi, chú đem ra đây chú chôn ở đây. Rồi ngoài ra thì chú còn lập cái bàn thờ ly hương nữa nè. Đó thì thông qua video đó thì mình cũng có một chị ở bên Đan Mạch, đó là chị Phượng, cũng có tấm lòng yêu quý động vật, cũng gửi cho mình một số tiền để đến trợ duyên cho chú, để có thêm kinh phí để chú thực hiện cái ước mơ của mình mỗi ngày tốt đẹp hơn nữa, đó là cưu mang những động vật. Còn đây mình xin giới thiệu, đây là cái nơi chuồng bò dài khoảng 40-50 mét với con cô bác. Thì cái chuồng bò này từ đây ra đó là khoảng gần 10 con ở trong đây đó. Còn hai cái chuồng bò nhỏ ngoài kia nữa, tổng số thì chú đang cưu mang tới 17 con bò. Thì những con bò nơi này đó, khi nào mà ra đi đó, thì chú sẽ đem ra ngoài, giống như ngoài kia là có một cái mảnh đất để dành riêng để chôn cất những con bò này đàng hoàng và hộ niệm cho chúng luôn. Còn chú ngoài ra thì chú có dựa đó, một số đóng gom như thế này để bán, để kiếm tiền, để lo cho những cái con vật ở đây. Đó. Mảnh đất của chú ở đây là gần 10 công đất nha cô bác anh chị. Là để dành để cưu mang những con vật này đó. Ngoài ra có những cái cây dừa chú trồng nữa nè. Nếu mà cây dừa này có trái thì chú cũng tận dụng hái trái đi bán một ngày được mấy chục ngàn, bổ sung vô trong cái tiền để cứu động vật không. Đó, ở đó còn có một cái chuồng bò nữa nè. Cái chuồng bò bên đây chú cũng chứa đâu cũng 4-5 con. Và những con bò bên đây là những con bò mà chú cứu tại cái lò mà những cái con bê con ngé mà ta chuẩn làm bê thui á cô bác anh chị. Là chú lại chú mua về để cưu mang chúng nè. Hiện tại mỗi con ở trong đây là nặng là khoảng 100 kg trở lên rồi. Đó. Là chú nấu ăn hả? Nấu rồi ăn rồi mà còn hầm thêm nữa là một măng nấu với bầu. Là cái này là chú nấu ăn ha. Nấu tự nấu ăn một măng chặt ra cứ gì đi chứ. Đơn giản vậy chú. Chứ mà sắt ra nữa nó không có thời gian. Không thời gian. Thời gian mình nói chung ra ngồi là để nhắm mắt một chút 5-10 phút rồi là bắt đầu lại là mình để xoay trở rồi. Dạ. Mà nó không có lò luôn chú, nó phải nấu vậy đó hả? Nấu vậy nè, rồi nồi này nồi cơm cho chó. Trời ơi. Nó tụ hợp về nó ăn, nồi cơm cho chó đó, nấu cơm cho chó ăn luôn. Nấu đâu dám nấu khô, bởi vì gạo không có gạo ăn nữa. Đất thì giao hết rồi. Là chú không mua cái lò đi. Thôi đi. Mua thì cũng được mà nhiều khi không có tiền thêm chút nó không có tiền. Dạ. Chút xíu vô trong kia con sẽ gửi tiền của chị Phượng á. Con mới gửi đây nè, trợ duyên cho chú á, thì chú nhín ra chút ít để mua cái lò để sử dụng chú. Thôi đi.
để sống vậy đi chứ mà sống cái sung sướng quá rồi làm việc này không nổi đâu. Dạ. Yeah. Nếu mà lên xe xuống ngựa làm việc như chú là không được đâu. Thiệt là chú thấy rồi, thôi để chú sống vậy đi. À, rồi mấy cái con bò bên đây là khoảng trên 100 kg không chú? À, 100 mấy không đó. Chàng ơi. Cỡ 100 mấy 200 không? Bởi vì nó không đủ cỏ ăn, nó ăn chỉ lấy sống coi đời chơi chứ nó đâu mà có. Mấy con bên đây là mấy con người ta chuẩn bị làm bê thui hết trơn. À, bê thui đó, bê thui. Chú cứu về chú nuôi gì nè mọi người. Con nằm đó mua lúc đó 12 triệu đó, con đứng gì đó. À, con đỏ đỏ đó ha. Đỏ đỏ đó 12. Mấy con này là chú mua khoảng nhiêu? Ừ, con này với ôi mua tổng quát cái này nội cái này khóm này không là 70-80 triệu đó. Chàng ơi, 4-5 con. Ờ. Cứu á, trước khi lên vàng bê thui á. Ừ. Quý quá. Dạ chú Tám ơi, vô bên trong có chị Phượng này muốn gọi điện thoại với chú á, nha. Dạ. Giống như bác Tám, chú đi ngày nào đó chú gặp được cái gì, chú cứ mua về xem cái giá tiền con gửi cho chú. Dạ, chứ không sao đâu, Tám cũng làm ăn thiệt tình chứ Tám nghĩ... Con có sợ đâu chú, con sợ chú hỏi em đi, con gọi điện thoại cho em liền, chứ là con gửi tiền gì cho em liền, em nó ngoan, nó dễ thương. Nó nói chị em bận lắm mà tự nhiên bữa nay nó lãnh tiền nó cũng ứng rồi nó đưa cho chú, nó nói tội nghiệp chú, rồi nó giúp chung con, cũng ngờ bữa nay em mới đi sớm rồi chú. Ừ, để bây giờ sự việc đó cũng như chú hết khả năng mà chú làm, kể như lần này là chú lần cuối cùng, kể như chú chết thôi, chứ chú không nghĩ rằng vấn đề này nọ đâu. Thử nhưng như mà chú, mới mốt quá, ủa mà chú đạo gì vậy chú? À, mà chú thì đạo hòa hảo chứ mà coi như là bên Thích Ca bên nào chú cũng tu chân á. Đạo hòa hảo là có phải đạo Phật không là đạo gì? Đạo Phật hòa hảo thì Đức Thầy mình nè, còn bên Thích Ca thì Thái Tử Xích Trực Ta đâu. Không rồi, Tám có mua con kề về cứu, nó ngay về cứu cũng được nửa tháng mà nó không sống bởi vì nó quá nhỏ đó. Mua cũng đâu 4-5 triệu gì đó rồi cứu nó được nửa tháng rồi chết chôn ngoài kia đó, chôn ngoài ngoài á. Con không có nói láo chú đâu, con đi phóng sanh nhiều lắm chứ con biết con sống xong cái gì không? Gì? Rắn, chuột, ớt. Tại vì ba cái con đó khi mà nó nghe lên là người ta chửi, không ai chứ muốn phóng sanh nó cho chú, tại nó vướng chứ nó phá. Con cúng một lần mấy chục ký, con cúng toàn là cái đó, còn mỗi lần con mua cái đó về con đi vô chùa, con bắt y nó xong rồi con mới đi thả. Cho nên nó con cúng được ba loại đó đó, bây giờ được chú về đó thì con tự con phá nguyện con sẽ giúp chú cho nó ăn uống, chứ là chú cũng lớn tuổi rồi. Thì con phụ chú vài tháng con gửi tiền về. Con nhờ em đem cho chú giùm con. Rồi bữa nào mà con cơ hội con hứa sớm thì vài tháng rồi gì đó con sẽ tặng cho chú vài con nữa. Thì bởi vì nếu mà để mà làm được như gì á, thì y lời của Đức Phật đã chỉ mình rồi. Bởi vì chú á, thì chú làm những mà lời của Đức Phật thiết chỉ ra những chi tiết gì á, chú Tám cũng không bỏ hết trơn á, bởi vì làm bởi vì Đức Phật thấy được á, chỉ mình làm được, thành thử ra cái tâm của chú nguyện vọng là những lời Phật thiết ra, những lời gì mà thập thiện nhân quả gì đó là chú không bỏ hết trơn á, chú không bỏ cái chi tiết nào của Đức Phật thiết hết trơn. Chú ăn chay được giống như chú. Chú ăn chay được, con còn ăn mặn, nhưng mà con ăn những cái con mà được ăn thôi, những cái con chết con thích ăn, với con sống con không dám ăn, đó là gì đó vậy. Nhưng mà sức khỏe của con phi thường, giống như chú nói chú kể vậy đó, sức khỏe của con như máy bay giống như chú vậy đó. Vậy đó hang, rồi nói chung ra nếu mà cái con mà thầy cấm nhưng mà nó cái mạng nó lớn quá thì mình cũng không nên dùng hang. Dạ không, con chỉ ăn cá, mấy cái con nhỏ nhỏ, mấy cái con máu nhiều, con ăn gà vịt mà mặn nhà con cũng không có ăn nữa. Dạ để con mà thấy heo mà mặn rồi là con bỏ chừng mấy tháng con mới ăn lại. Thật sự con ước nguyện, con chỉ muốn ăn chay tại con chưa ăn được thôi. Con nhắn con ăn mặn, nhưng mà con ăn những cái con gì ngoại lệ chút chút, chứ không có con ăn thịt nhiều, con không ăn thịt nhiều. Nếu mà để có cái tâm từ bi này là tốt lắm đó. Cái tâm từ bi bị Đức Phật kêu mình mở rộng cái tâm từ bi ra, đón rước trên dưới trong ngoài, hoặc hai chân hoặc loài nào nó sống theo loài nấy, không phân biệt gì là cái tâm. Thầy châu nữa là coi như là con bỏ thịt đó cho cha mẹ ta mẹ đẻ con, chưa biết ăn thịt châu, thịt bò thì con ăn gì, thịt châu con chưa biết ăn, chó mèo chuột gì con chưa có biết ăn, mấy con đó con sống xanh mà con chưa bao giờ con ăn. Bởi vì tất cả loài nào nó cũng ham sống sợ chết trơn á. Thử ra nếu mà để có tiền giúp cho nó được sống gì tuổi thọ. Con bán thịt chú chứ con đó, trong lòng con ước nguyện cho chú, mà con chưa ăn thịt chú, 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 con chưa ăn
Nói chung ra chú Tám làm gì đấy, nói chung ra có đêm chú Tám mà nằm đấy, có thêm đêm chú Tám khóc ướt gối luôn đó. Bởi vì nói chung ra người ta nói chú khùng không mà thử ra, bởi vì mình suy nghĩ đi, bởi vì mình nghĩ nó như đàn em thôi, bởi Đức Phật nói ta cùng dân cột nhà đó, ta là anh chị chúng là đàn em, mình nghĩ nó như đàn em thôi. Nói chú Tám cũng mở cái tâm rộng lớn ra để mà giúp mọi loài luôn, không có bỏ em nào chân, cũng như đệ vậy đó, không có mà bỏ cái con gì chân. Thôi chú thôi đâu là buồn, con nói thiệt với chú nha, người ta coi ai cũng coi cái bánh đồng tiền to như cái bánh xe hơi chân á, cho nên á chú được như vậy là con chưa bao giờ thấy âm của chú Hồng, không có âm của con. Con cũng nghèo vậy đó chú, nghèo là vì tại sao không, con chia tam chia tứ hết trơn rồi chú, con chia tam chia tứ hết chi rồi. Mình khi con nghĩ á, tiền á không có giữ lâu được đâu, tại vì con chia tam chia tứ mà còn nạn nó còn đến đây, huống chi là mình giữ, cho nên chết rồi hết rồi chú, chết không có đem theo được gì hết. Cho nên con nguyện là con cho hết, là con giúp được cái gì con giúp, giàu con có thích giàu chứ chú, có à. Tiền xài còn sướng hơn người ta là được rồi. Đúng rồi, chứ tiền của danh vọng tất cả nó cũng đâu cứu mình được đâu, chỉ có cái mình làm việc này mình mới sống thọ, mình mới giữ gia sản được. Đệ ơi, Tám cũng thấy vậy đó. Thôi chú, vậy cho con cảm ơn chú với con trở lại thăm mấy em nó giúp con đi xuống chú với bằng chú đừng có ngại, để con có ít thì con giúp chú ít, con có nhiều con giúp chú nhiều, cho con khát nguyện giá trời con bán nhà được. Con sẽ tặng cho chú mấy con nữa đi theo chú, cho đi lúa lộ mổ đó, tự tiền cho chú nó cho mua được 3 con rồi 4 con, mà giao duyên được nhiêu thì chú đem về thì con không bước mỗi tháng, nhưng mà con sẽ từ đây sắp tới con sẽ giúp chú tiền ăn cho mấy em. Con cái này nữa, Tám nói với đệ gì nè, bởi vì làm việc này cả thế gian ít có ai hiểu lắm, như chỉ hiểu là chỉ đệ với Tám là biết thôi, chứ thế gian này Tám bước khỏi gia đình mới sống tự do, không ai ràng buộc Tám mới làm chuyện này, chứ nếu mà còn sống trà trộn trong gia đình cũng dễ mít lòng lắm, bởi vì Tám sống ngoài rồi không ai được ràng buộc Tám, Tám mới làm được chuyện gì đó. Dạ thôi chú đừng buồn, cậy ta đây. Ủa chú nay là như năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi? Tết này nữa còn vài bữa nữa 62 tuổi rồi, mà Tám nói chung chú ra còn trẻ dữ vậy đó hả? Không có đau bệnh chân á, con người Tám đi đâu là đi lộ bộ không, mà không có xe cộ chân, mà nếu mà lên xe lên cộ rồi Tám bằng công việc này không nổi đâu Tám á. Thôi chú Tám đừng có buồn nữa, từ đây tới có con ủng hộ không? Vì có đệ ủng hộ được Tám cũng mừng, cũng đỡ chứ cả nước Việt Nam này. Nhưng mà không cày á, có ai ủng hộ thêm chị Tám? À, cũng đâu có ai nhiều đâu, bởi vì nói chung ra Tám đi lời đám mừng tầng, mà Tám làm chuyện này cũng không ai thích gì đâu, người ta nói dám khùng không à. Đâu có ai thích đâu mà để làm, bởi vì... Không sao đâu, chú đừng có buồn. Nói chứ... Có người, có nhiều người tu phú vật giống như con với chú, trong mà tốt mình con chú không đâu, tại vì người ta chưa có coi được cái clip của em này. Nếu mới chưa coi đó thì đó. Nếu mà... Em còn nhiều clip lắm. Bởi vì... Thật sự con mới coi đó. Bởi vì kinh của Phật thuyết ra những lời Đức Phật thấy được rồi, Đức Phật chỉ chú Tám không bỏ những chi tiết nào cho chú Tám làm hết sức lực luôn đó. Dạ. Chú Tám nghĩ chết lần này. Con nhúng tay vậy để con có được mạnh thường quân chúc định. Rồi vậy đó là từ đây sắp tới sẽ có nhiều Phật tử khác sẽ gieo duyên cho chú Tám, mà chú Tám đừng lo. Thôi chú Tám. Tám cũng cầu chúc cho đệ sống tới 100 tuổi trẻ hoài, không đau bệnh, sống khỏe hoài, sống tới ngày 100 tuổi biết ngày giờ vãng sanh được thì nhiêu đó thôi là Tám quý rồi, chúc mừng đệ năng. Chứ không biết thôi, con không ước chịu chết đừng xuống địa ngục là được không, mà nếu mà làm việc này làm sao xuống địa ngục được, bởi vì mà giúp nó cứu nó được thì tất nhiên là nó, bởi vì nó là đâu có ăn cái uống cái gì đâu, như các gia súc trâu bò nó ăn chỉ cỏ không, mà nó tu, mà nó còn kiếp chót này nó còn phải đắc đạo, còn nói chi chúng sanh mình phải không. Dạ, mới ngạc nhiên đó, con nhận là chú, trời ơi, lần đầu tiên trong đời luôn á, chú là người thứ hai trong lòng con, người này thứ nhất trong lòng con, là trong đó con ước nguyện con nói hoài à, con gái làm có tiền về Việt Nam, con mua miếng đất, con mua gà, con trâu, và con bò, con xanh,
gia đình con nói sao mày có bị khùng không, mày có bị điên không vậy? Mà thôi chừng nào về Việt Nam đó kêu mấy em dẫn lại chỗ chú Tám ở được không, coi ra phong cảnh. Dạ được, con đang đợi bán nhà, chú Tám cầu nguyện giùm con đang đợi bán nhà. Con về bán nhà là con về Việt Nam con chơi vài tháng. Nó ngay ra còn mấy hầm cá bên kia nữa kìa. Mấy hầm cá chú Tám mướn ta đà mà mua be móc chứa cho nó vô nó dựa nó ở nữa kìa. Mà con còn ăn cá cho nên con chưa phóng sinh cá, con chỉ ớt lương gắn, tại vì mấy cái con nó không ai chịu phóng sanh nó trơn á. Cho nên con phóng sanh gắn gắn với ớt với chuột. Người ta nói con á phóng sanh thì phóng sanh lộ mắt tiền không, chỉ có ốc áo tụi nó không. Tại vì mấy cái con kia ta dễ phóng sanh, cái con này nó gớm, ai cũng chửi, mỗi lần con phóng sanh á ta chửi nó. Để tội nghiệp nó, cho nên phải lén lút không con mướn người ta đi phóng không đó chú Tám. Tám đây nó ngay chó đồ Tám cũng mua người ta bằng thịt đó, chó hơi 1 ký 40 ngàn chú Tám cũng mua hết tất cả. Bởi vì không hả? Mấy cái câu chuyện đó là con bệnh phận đau đầu. Không có phân biệt loài nào trơn á. Bởi vì tất cả loài nào nó cũng muốn sống trơn á. Bởi vì Tám mở rộng rồi. Con có nói cho gia đình con mà, bữa nào có bắt cứ con gì ai mà đi nghe mà khổ bán một phóng xanh cứ trả tiền giùm tôi đi, gọi điện thoại đi tôi gửi tiền cho tôi trả. Nó lỡ vậy luôn, con muốn giao duyên vậy luôn mà, giao duyên vậy rất là tốt luôn mà. Con nói ai mà yêu cầu là phóng xanh cứ trả tiền giùm tôi đi rồi tôi gọi điện thoại qua đi tôi gửi tiền tôi trả. Gắn gì đó, gắn hổ mang này nữa, con cũng phóng xanh gắn nhiều lắm, mỗi lần con đi về là mấy chục ký con đó chú Tám. Gắn tiền gắn cũng dữ lắm á. Để gắn mắc tiền lắm chú, mấy trăm ngàn ký. Để mà phóng sanh vậy là tôi sau này để sống thọ gì, sống có gì bằng. Cái phóng sanh này là vua các pháp chứ có pháp nào bằng phóng sanh đâu, bị gì. Con giải thích nhiều người lắm, nhiều người cứ nói con như nè. Trời ơi tôi bệnh này quá bà Phượng, tôi bệnh cái kia quá bà Phượng, tôi nói bà làm sao tôi đây. Nó nói con như nè, sao sức khỏe khỏe của bà Sophie thường giống như châu vật quá vậy. Cái tôi mới nói bà cứ làm giống như tôi đi. Nói không mà thầy. Hỏi con mà khi con nói là thiệt tâm mình chỉ cho người ta, tại vì con hướng dẫn bao nhiêu người muốn sức khỏe dồi dào, muốn có tốt thì nên phóng sanh đi, là mọi điều tốt mà người ta không có tin mình, người ta bị sợ tốn tiền thầy ơi, tại vì mỗi lần đi giờ biết bao nhiêu là tiền đó thầy. Chú Tám. Nói chung ra ta cũng kêu ta chú là thầy không đó, mà bởi vì chú bên đạo nào chú cũng tu chân á. Bởi vì đức thầy có nói tu hành đa phước thì nên tôi kêu chú bằng thầy cho nó giả đại thì con ủng hộ thầy rất là ấy, là tại vì thầy dám nuôi một con bò con bò mấy chục năm là quá quá tưởng tượng luôn rồi. Là chưa có ai dám đâu, con nói thiệt luôn á, chưa có ai luôn á, con nói thiệt luôn á, là chưa có ai mà con không ngờ con bò sống được mấy chục tuổi luôn á đó. Thì con tưởng con bò 4-5 năm rồi là hết mất rồi, bò có thể sống gần 30 tuổi đó. Ghê vậy chú? Bò châu. Vậy? Bò châu. Châu cũng cỡ đó, châu bò. Bởi vì con châu với bò là nó có công với người đời lắm á. Thôi, vậy từ đây giúp tới chú đừng buồn nữa. Con không có nhiều, con cũng có ít thì con ủng hộ chú. Chú đừng lo chuyện đó. Vậy thì cỡ khoảng chừng tháng ngoài nữa. Tại vì Tám mà làm cái chuồng, đúc cái chuồng về nối ra thẳng với cái chuồng bò nó rất là dài lắm, cho châu đứng lúc ngoài mãi rồi Tám mới lên lò sát sanh. Tám mua 2-3 con của ông Trần Bê bò châu mà người ta sửa sẵn bằng thịt đó nang. Dạ. Rồi mình chú hồi nãy con nói rồi tiền ăn con có 1 tháng 2 tháng em nó nói là nó không có rảnh nhiều, con nói thôi mỗi tháng thì chị không có điều kiện đâu, nhưng mà chị sẽ để dành khoảng chừng 2 tháng chị hỏi em có rảnh không lên đưa giúp chú Tám giùm chị. Còn cái tiền mà để con phát sanh để từ thiện á, cho chú phóng sanh thêm á, con ước gì cái nhà con bán được con sẽ cho chú một số tiền rất là lớn để cho chú cũng giá tiền con 7-8 triệu, 8-9 triệu thì có thể chú mua được 5-7 con gì đó, thì về cũng cúng thêm rồi con sẽ tiếp tế đồ ăn cho chú. Mạng tháng 2 tháng con mới gửi cho chú một lần là tại vì em nó không có rảnh nên chú. Nếu mà dạ. Cũng có cộng đồng cùng chung với nhau mà để tiếp tay làm phận sự này quý lắm, bởi vì Đức Phật đã thấy mình mà tu theo Phật muốn thời Đức Phật thấy có cái ông đó mà ổng mà ta cho ổng người khùng người điên đó, ổng lại cắt lò mổ mua cắt lòi con này con nọ ổng thả như đệ vậy đó, mà ổng sống tới 100 tuổi không biết ngày giờ ổng ra đi ổng vẫn sanh đó. Mạnh khỏe hoài đó.
Rồi thầy có nhớ là cái ông mà gì đó, ông vô tình, cái Phật tử gì ngày xưa đi học đó thầy, mà lên trên đạo đó và cứu được cái con trâu thôi đó. Vậy mà 10 năm sau, 8 năm sau, vậy mà cái gia đình nó gặp nạn trâu về á, giải cứu cho cái gia đình nó khỏi chết đó thầy. Ờ, có đó mà có cái ông nọ bên Đồng Tháp đó, ông cứu có con rùa đó, ông cứu con rùa mà thời chiến đó, rồi ông mới ở Đồng Tháp giặt giả đó, rồi ông mới về thành phố, ông mới mà ông mới mua xe tải, ông đi xuống Bạc Liêu rồi bổ đồ với, rồi trên đường chạy về đó, rồi cái con rùa nó chặn ngang lộ đó, cái tài xế nó không chạy nữa, cái ông phóng xuống ôm rùa lên, ông nói sao mà cái con rùa này mà ông cứu bên Đồng Tháp mà tới đây. Rồi xe kia nó chạy tầm chầm tới, bắt đầu cái xe kia bị nổ, còn xe ổng sống đó. Nó cũng có cái điểm hay lắm á. Con gửi cái này của chị Mỹ Phượng luôn ha. Chị Mỹ Phượng này ở bên Đan Mạch chú Tám. Là chị Mỹ Phượng có gửi cho chú Tám là 4 triệu nhờ con chích mua giùm những cái phần quà này nè. Để gửi đến cho chú Tám để có đồ ăn, đường bột ngọt, nước tương chao và những cái nấm đông cô đông chi gì đó. Với bánh bía, bánh này bánh kia nè. Với cái nó phần nó đi mua dùm cho chú, tại vì chú nói chú không dám mua đồ ăn, cho nên con nói thôi mua cho chú đâu, mua chú hành tiện nó tội nghiệp chú không nhớ không nhắc. Với cái phần bịch gạo này nữa nè chú Tám, cái bịch gạo này con gửi chú Tám 10 kg luôn á. Đó, với thứ hai nữa là còn dư ra, con mua cái này là 412.000, còn dư ra là 3.588.000. Dạ chú Tám cầm giùm con á, con mắc cầm hai cái máy à, tại cầm con để tiền đây nè. Đó. Chú Tám đếm lại giùm con chú Tám. 7 tờ giấy 500. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nó với 88 ngàn. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Đệ ơi. Rồi, con cảm ơn chú nha. Thôi vậy cũng mà mang ơn đệ trong ngoài mà ủng hộ được gì. Tám cũng tiếp tay vô cộng đồng, Tám cũng mừng lắm. Cho nó hết đi. Thầy nuôi, thầy chích bộ phận thầy rất là lớn luôn, công đức thầy rất là lớn, con chỉ phụ một phần nào thôi. Không mà nếu mà từ đây trở về sau mà để mà cộng đồng vô như làm những việc này, Tám cũng mừng lắm đó, Tám thêm sức khỏe nữa. Dạ. Yeah. Chứ con ên đóng đuối lắm á. Con kính chúc thầy ăn Tết vui vẻ nha, rồi có sức khỏe nha. Tám cũng chúc đệ mà trẻ hoài, mạnh hoài, mà cho đầy đủ sức khỏe, sống tới 100 tuổi nàng. Không biết gì mà để nói nữa, bây giờ cũng cộng đồng nhau làm những việc này cũng có phước chung nhau. Chứ làm ơn Tám làm không nổi đâu, chú Tám cũng chẳng biết đó, đuối á. Tới thời điểm này là cảm thấy hơi đuối vậy. Đuối lúc trẻ, lúc bình thường, còn cái dạng mà chú Tám làm đó mười mấy năm về trước, chú Tám nhạy bén lắm á. Và bởi vì lúc này đuối là bị cái công lực mình đã xuất ra đi hần đông, là mình đi tới chỗ mình đi chặt cỏ rồi về phải đẩy phân đồ ra rồi vác nữa, rồi tiền bạc không có, rồi buôn bán không được, rồi nó ăn hàng ngày thấy gì chứ. Một năm tính ra là tính nó ăn là không, là tính ra là trên 60 triệu tiền ăn, rồi tiền dầu mỡ đồ không tính, rồi tiền thiết men thiết đồ này nọ, máy móc phương tiện nó đủ trong này chân. Nếu mà làm chuyện này đó, nó phải đủ bài bản luôn đó, nó có đồ hàng nằm trong này luôn, xây chở trong này đó, đuối lắm á. Nói chung ra Tám làm, Tám bằng đêm đó, Tám xét lại thế gian này không ai làm như Tám đâu, dễ gì mà Tám làm trong kiếp này. Tám nghĩ giúp đỡ cho mọi loài này, cũng nghĩ mình đàn anh nó thôi, cũng lo hết tất cả, chết kiếp này nữa là hết, chứ không còn cái gì để riêng cho, nghĩ mình đàn anh nó, đàn em nó bị lâm nạn rồi. Thử ra chú Tám bỏ cái tâm từ bi ra, đặng đón rước tất cả muôn loài, không phân biệt loài nào chứ. Chứ nói chung ra sống mà như Tám này bước ra ngoài thế giới, không còn bị vợ con ràng buộc, chú Tám mới làm được chuyện này. Chứ nếu mà sống rồi, trong gia đình không làm được chuyện này đâu, chú Tám bản lĩnh lắm á. Chú Tám gan lắm chứ không phải lòng dạ như người ta đâu, nhìn thấy biết rồi. Rồi chú Tám bà hổm có nói với mấy con đó là cái gì nè. Rồi cô á, hàng năm là bồi dưỡng cho chú Tám thêm một số triệu là được 20-30 gì không chú Tám? Phụ tiếp thêm á. Bà cô nào? Dạ chú Sáu á, ở chú Tám. Thì một năm á, thì bà cũng như bà lấy bà đóng lời đó. Chú Tám còn thiếu
như vậy là 70 triệu nữa đang. Rồi bắt bà đóng lời, giao cũng như giao cho bà là cũng như đất, cũng như cắt chia hai đó. Mà bà lấy đất bà mặn rồi chú Tám còn thiếu nhà nước là 70 triệu, rồi bắt bà giao đất cho bà đóng lãi luôn hàng năm. Còn thiếu 70 trả tiền gốc đồ luôn ha. Ừ, chứ bây giờ biết sao giờ, bây rồi giờ chút. Để lo bên này đi, rồi chứ bây giờ bắt bà lấy đất mặn thì bà phải đóng lời. Chứ chú Tám còn thiếu 70 triệu nữa. Chú Tám nói sự thật. Chú Tám vậy là chú Tám là tự xây chuyển cái nơi, cái chuồng trại ở đây luôn. Ừ. Tự cho ăn hay là cơm nước hay là gạo thóc gì là tự chú Tám lo hết. Lo hết đó. Còn cái số nợ thì bây giờ bà lấy đất mặn đó thì bà đóng lãi, đóng lời với bà trả đi. Còn nếu mà vậy chứ bây giờ biết tính sao giờ. Chú Tám giao rồi. Đó. Chú Tám còn thiếu nợ 70 triệu. Do mở cái cây gơm á hả? À, mà làm trại bò ở đó, mua thiết, mua đồ đặt lặt giặt cái một chút đó, lâu rồi. Tới giờ đó mà không có khả năng trả, bởi vì nó ăn rút kĩa vô rồi. Nói chung ra bán dừa này bữa có nhiêu, bữa vài chục ngàn bạc. Bán dừa tươi hay dừa khô chú? Dừa tư nè, rồi dừa bán rồi mới gom tiền vô để đây nè. Để cắt đây rồi tới mùa mới mướn nhân công, mướn máy cuộn đồ chất vô đây, đang bán ra rồi cho bò ăn quanh năm gì đó. Dạ. Chú Sáu con hỏi thiệt nha, là dường như chú Sáu không có mang dép luôn, chú Tám chứ không mang dép luôn hả chú Tám? À, cũng ít lắm. Nói con chung thấy ra, lúc nào là chân không không à? Nói chung ra đi đâu rồi lộ bộ, đi đâu lộ bộ không à, mà ít có, chứ chú Tám suy nghĩ gì nè. Mình người tu mà nói ra thì nó không biết nó chạm mấy cân buồn không. Chú Tám suy nghĩ. Mà mình lên xe, mà lên xe mà ngủ với sử dụng tiền bạc nó trái với kinh Phật đó. Bởi vì chú Tám làm việc này thành thử ra còn sử dụng tiền bạc thôi. Chú Tám biết là chú Tám còn sử dụng năng mà mướn người ta. Chứ bởi vì lời Đức Phật mà ngủ không ngủ lên được cái chỗ cao nữa. Mà chú Tám ngủ cái chỗ cao, chú Tám thấy ngủ cái mùng trên đây. Ừ, trời, cái mụn này mấy năm mà con thấy đen hồi lùi á. À? Ừ, văn gì đó tối chung vô ngủ vậy đó, cái mụn đen hồi lùi rồi. Ừ. Nói chung ra là mà làm cái chuyện gì mà thấy lời của Phật mà nói ra đó mà mình giữ không được, cái đó còn hơi ngại lắm. Bởi vì còn sử dụng tiền bạc nè, bởi vì mình còn mua ăn này nọ cho đàn em chú mấy chú thôi, chứ sau này mà chú làm y như Phật luôn, lời Phật thuyết ra là chú Tám làm y luôn đó. Chú Tám không bỏ chi tiết nào luôn, nói sự thật đó. Dạ. Từ chỗ này mà chú Tám là chỗ cắt cỏ là sao chú Tám? À, nói chung ra bên sông cũng mấy công nữa kìa. Bờ bên sông phá chuối trên để trồng cỏ đó cũng ba cũng công. Rồi cỏ bên sông lúc này hết rồi phải chạy xa, chạy đi có khoảng chừng 2-3 cây số mới có lên cắt rồi đội. Ngán cái đội nó đắm đuối, bởi vì mình cũng hơi lớn tuổi rồi, với hai nữa về công việc nói chung ra ngồi ngủ đây thì ngủ một chút rồi bật đi liền, chứ không dám mà nằm võng nữa đâu. Vì nằm võng cái nó trễ nải thời gian, đang mình tiếp xúc với đàn em không kịp á cưng. Ngủ quên luôn. Lúc nãy thì con cũng nghe chú Tám là những chú trâu bò là vô Phật Quan Âm là sao chú Tám, chú thay cho bà con mình biết. À, nói chung ra như trâu thì thường thường ta nói nó là một vị Phật Bồ Tát đó. Mà chú thấy cái con trâu này nói chung ra nó lúc kia đó hen, là chú đau lúc kia bằng liệt nhược rồi đó. Chú nằm đêm chú thấy nó về nó lấy sừng nó dít chú. Chú không có thuốc, chú hết được, chú quá mừng rồi. Chú hỏi trong nhà gì mấy giờ, nói 12 giờ. Nói có con trâu ở đâu mà nó lợi, ngay chân lợi cái nó lấy sừng nó dít trên mình, giờ hết bệnh quá mừng rồi. Cho gia đình hay vậy đó. Thà biết nó là, người ta cũng nói nó là một vị Phật Bồ Tát đó. Nó là một vị Phật đó. Bởi vì theo lời nói các thú vật còn biết tu hành náo nức đó, sao mình không biết tu, phải không? Bởi vì con trâu con bò nó cũng là ăn chay không à, nó tu đó. Bởi vì kiếp chót này đây là nó tu, có thể nó đạt đó. Còn mình thiếu nợ nè, bởi vì mình ăn mặn quá nhiều, phải trả mặn. Bởi vì Đức Thầy mình nói ăn miếng trả miếng, phải không cưng? Dạ. Với mặn với đền mặn, thành thử ra mà bù đắp lại biết đủ không nữa. Chứ cái con trâu bò thì bởi vì kiếp này nó tu đó, nó đạt rồi đó, nó ăn cỏ không à, mà nó giúp ích cho đời nữa, có gì bằng. Thử ra kiếp này nó đạt. Rồi lúc mà chú Tám bị bệnh như vậy đó thì
thấy một chú Châu về giúp chú Tám hết bệnh. Chú Tám nói là gia đình lúc đó có tin không chú Tám? Mà tin á, mà cũng tin, mà nhưng ta tin rồi qua thôi, chứ chú Tám để bụng hoài, lưu luyến hoài á. Dạ. Lưu luyến hoài bị gì, nó làm mình hết bệnh được cũng quá là mừng nó đó. Rồi nó ngay mình làm việc phóng sanh, rồi nói chung ra mình không phân biệt lời nào, cũng như đệ nãy vậy đó. Đệ nãy nói chung ra cái gì cũng làm cho cũng như Tám nè, không phân biệt, bởi vì tất cả muôn loài loài nào nó cũng muốn sống hết trơn á. Mình mở rộng cái tâm từ bi ra, mình không phân biệt loài nào chân bị gì, trên dưới trong ngoài, hoặc hai chân hoặc bốn chân, mình cũng nghĩ mình đàn anh nó đàn em đi, bởi vì ta cùng muôn vật một nhà đó, nó mình là anh chị chúng đàn em. Mình thử ra mình không phân biệt chân, bởi vì Đức Phật nói sau này mà Đức Phật mà được làm người đó là Đức Phật cứu muôn loài luôn đó, không bỏ loài nào. Bởi vì trước kia đó Đức Phật kể cái tiền kiếp, cái lịch sử á, thành thử ra ở đây mà theo Đức Phật nói là chưa có loài người, là chỉ có nước với gông gieo thôi, không từ từ mới tiến hóa lên những cái cây, rồi lên con này con nọ đó. Đức Phật nói xưa mình nói cũng như nó vậy đó. Rồi thành thử ra Đức Phật nói sau này Đức Phật được làm người đó, Đức Phật cứu muôn loài đó, binh vực á, thử ra mình học cái tâm tánh Phật, mình sau này sẽ thành Phật thôi, chứ biết sao giờ. Bây giờ lời Phật nói ra mình học theo vậy chứ sao giờ, phải không mấy cưng? Dạ. Bởi những cái chi tiết gì Tám cũng không có bỏ sót đâu, trừ ra có một cái mà chú Tám còn đang ngủ ở chỗ cái cao á, chỗ trên cao này, thử ra chú Tám thấy nó hơi sai với cái lời Phật. Phật nó không có ngủ lên được cái chỗ cao, thử ra như không được sử dụng tiền bạc nữa. Thành thử ra chú Tám suy nghĩ đây, nếu mà không sử dụng tiền bạc rồi mới sao mới làm ra cái chuyện này chuyện nọ đang giúp cho đàn em này, phải không? Thành thử ra chú Tám còn sử dụng tiền bạc, còn cái đi đứng á thì chú Tám đi bộ không rồi đó. Yeah. Qua cách nói của chú Tám á, thì con có mường tượng đến một cái sự việc, đó là giống như là chú Tám đọc rất là nhiều kinh sách, và chú Tám nãy giờ nói là giống như là cái pháp môn của Thích Ca Nguyên Thủy á chú Tám, đúng không chú Tám? Đúng rồi đó. Dạ. Thích Ca Nguyên Thủy bây giờ hiếm có người hành. Ừ. Bởi vì nói chung ra mình muốn thành Phật, mình phải học theo hành Phật. Dạ. Mới thành Phật, còn mình không hành theo hành Phật sao thành Phật? Thí dụ như mình không hành thì cũng như cha mà dạy con không nghe, cha cũng buồn phải không? Thành thử ra mình chưa được 10 nhưng mà cũng phải được 7-8, bởi vì mình còn lăn lộn với xã hội, là còn sử dụng tiền bạc chứ này nọ, thì Tám hơi sái chuyện đó thôi, mà sau này Tám phải làm hoàn thành mới được. Dạ. Trong kiếp này thôi, chứ chú Tám không hy vọng gì chân, bởi vì cuộc sống mình sống ở đây chỉ tạm thôi, chứ có gì thật của mình đâu. Dành cho tiền của nhiều danh vọng rồi chết mình có đem theo được gì đâu. Thành thử ra chú Tám nếu mà ăn như người ta, chú Tám giàu lắm đó. Chú Tám ở xứ này chú Tám không có nghèo đâu, ruộng chú cũng 70-80 công đó, mà chia cho con hết rồi, còn được 40-mấy công. Mình thử ra bây giờ cũng cắt ra cái phần này rồi đó, chú Tám còn thiếu nợ 70 triệu đó, thì giao cho bả với lấy phần đất bên đây để dựa các đàn em nó ở lại đây, nó hôi hút với binh vực như nó thôi. Chứ chú Tám mở cái tâm rộng lắm đó, chứ ta không có mở như chú đâu. Chú đi đám nhiều khi ít có ai chịu lắm, chịu cái ta. Chú Châu mà theo chị bệnh cho chú Tám, giúp chú Tám hết bệnh ban đêm đó là mấy năm rồi chú Tám? Mà lúc đó cũng 10-mấy năm rồi. Trời ơi, lâu vậy hả? À, 10-mấy năm, lúc đó chú ăn chay là 3-mấy năm rồi. Mà ăn chay lúc 30-mấy tuổi. Mà chú nói hiện tại bây giờ cũng vẫn vậy luôn. Bây giờ nói chung ra chú đâu có bệnh gì đâu, nếu bệnh chú không quan tâm tới cái sự bệnh hoạn của chú đâu, bởi vì có sẵn đàn em hết rồi. Bệnh thì đi lại tới kế con bò kia. Nếu mà lưng. Nhức mình nhức nảy thì vô đó thì cởi cái lưng áo ra thì đàn em đó nó sẽ lấy nọc cái hết rồi. Còn nếu mà bệnh hoạn thì có chú này ở sao chú trị rồi. Còn lo gì nữa đâu. Châu nằm đúng rồi sao? Châu nằm đó đó, chỗ đó đó. Tính tháng 3 thì lấy cốt nó đi ra nằm dài với cái chú bò đó luôn đó. À, cũng như là chú cho ra ngoài giống như một cái nghĩa địa, những cái hoặc là chú đem cái đó chôn hết. Chôn hết, bởi vì lúc kia thì thành thử ra chưa có cái gò đó của ông sư. Ông sư ông đắp, ông đổ mà ông không về lấy cái chỗ đó chôn bò rồi đó.
rồi sau lấy tính tháng 3 này lấy cốt chú Châu này đem cả đó luôn. À, vậy là chắc chú làm cái gò đất ngoài là cái gò nghĩa địa của động vật luôn ha. Ừ, thì coi như là đã hiến cho các loài động vật như cá, ếch đồ thì ở chu vi này vô đây là nương tựa hết, chú Tám binh vực hết, không có ai được bắt hết á, bởi vì cái máy niệm Phật này người ta gặp ta tránh xa hết rồi. Rồi chú nuôi á, nuôi và chăm sóc cưu mang chúng như vậy đó, rồi đến một cái thời điểm nào đó thì chú cũng phải bỏ thân xác để về một cõi tốt đẹp. Ừ. Rồi tới cái lúc mà đó đó thì chú sẽ giao lại cho ai và như thế nào chú? Theo chú nghĩ chú sống này theo chú thấy đó, bởi vì ông cố ngoại sống tới 113 tuổi lận. Còn ông cậu giờ sống tới 100 mấy rồi. Thử mà sống tới 100 mấy mà nhưng còn nói chuyện chánh trị minh mẫn lắm nè. Ông nói mà con làm gì không ai biết chuyện con làm đâu, chuyện con làm chỉ con biết thôi. 102 tuổi rồi nè. Mà nói về chánh trị không mà sạch sẽ lắm, không có dơ bẩn đâu, nói về lực chánh trị không mà. Ông cậu còn cố ngoại đó sống tới 113 tuổi. Mà chú sao? Nhiều chú 110 ha. Chú 810 đi để lo cho cái đàn thú. Mà chắc chú sống hoài, sống chừng nào lo cho đàn em này đi hết thì chú em nó đi hết thì chú chết sao là hết phim. Mà đàn em làm sao mà hết được chú? Đàn em là sẽ chú sẽ có để giải cứu hoài thì có hoài không hết nói. Mà nhưng mà sau này thí dụ như nó thấy chú làm được rồi, con á nó có cái tâm từ bi rồi nó nỗ lực nó hy sinh nó đứng nó làm tiếp cũng không chừng bị gì. Con chú á nó cũng lúc xưa nó cũng đi học khóa giáo lý này nè, chú xuống cả Dung Đồng Tháp nó cũng học rồi trơn rồi. Thử ra lúc này nó thấy cha nó làm thì nó không ngó ngàn thôi, chứ sau này có thì nó thấy dụ như già, ông thấy ông già mình sống khỏe mạnh gì hoài thì nó nói ngồi chứ gì đâu. Chứ con người mà sống khỏe mạnh mà không đau bệnh có gì bằng phải không? Tiền của danh vọng người sống mà đau bệnh đó cũng có là hưởng gì được đâu, đâu giữ gia sản được, dù mình ít nhiều cũng phải sống vui với đời thì giữ gia sản nó quý không, rồi mình chết về cảnh an lạc nữa gì ngon rồi. Có gì bằng, thử ra không nỗ lực để tiền của cũng đâu đem thay được gì đâu. Mà lại Đức Thầy có nói tiền bạc có cứu được mà anh không đó, đâu cứu được đâu. Thành thử ra mấy ngày trước đó, tụi con đến đây thì có nghe chú Tám nói là sau này những con thú ở đây chết đó, thì cũng làm đám kia đồ tiền này kia đó. Thì chú Tám có kết hợp được với cái đồ tiền này cho chú Tám? Có cái số điện của ông em kìa. Nó đúng nói, rồi luôn hả? Đây ghi đây nè, ghi đây nè, đâu nè, ở trên đó, số điện trên đó. Dạ. Em nó mà làm đồ tiền nó chạy hòm lớn, nó nói chừng nào mà con bò này mà có mất đó, anh cho em hay rồi em chở lại luôn mười mấy chục người cái một à. Hỏi ở đây anh mượn lòng vòng mất công, hôm rồi anh mượn đồ khó khăn quá anh không cho em hay, nay quên đi. Đó là sau này mà còn bò đó nó mất đó thì anh cho em hay rồi em chở lên xe đồ luôn cái một rồi kéo ra chôn luôn rồi đó. Nó cũng sừng lông rồi mà con kia mất đi rồi nó cũng thời gian nó cũng đi theo. Cũng buồn. Chú Tám rồi con Châu mà gì chị bệnh cho chú Tám đó. Chú Tám tính lấy cốt là lấy nhà hay là mượn đâu tiền nữa? Chắc mượn nhà lấy chứ không có mượn ta mất công ơn nghĩa quá. Dạ. Ừ. Đó lúc đó mình đào sâu không chú Tám? Sâu quá. Lúc đó đào chôn ở dưới ruộng mà nó cũng lại rồi sao đổ lên lớp đất nó bị xuống thước mấy á. Dạ. Dạ. Có con bò nó chôn cạn bị xuống có con thước à. Đó. Còn chôn sâu nó hơi sâu. Con Châu mất nhiêu năm rồi ông Tám? Năm rồi, mất năm rồi, năm mấy rồi. Năm mấy rồi? Ừ, năm mấy rồi. Bởi vì cái ước nguyện chú Tám nói chung ra lồi nào chú Tám cũng giúp chân á. Chứ không phân biệt cũng như đệ nãy gì đó. Không phân biệt lồi nào chân cái tâm mình nếu mà mình cố chấp rồi làm sao thoát khỏi linh hồn. Bởi vì Đức Thầy nói tu hành hết kỹ á cưng. Làm sao thoát khỏi linh hồn. Qua cái sự việc mà chú Tám đọc nhiều kinh sách như vậy đó thì chú Tám muốn chọn một cái pháp môn là tu theo Thích Ca Nguyên Thủy. Thì con người mình tu theo Thích Ca Nguyên Thủy thì nó có được những cái lợi gì cho bản thân và được tích lũy những cái năng lượng gì hả chú Tám? Bởi vì theo nói tu hành đa phước thì nên cái gì có phước thì không phân biệt, không phân biệt pháp môn nào. Chân hồi đó Đức Thầy nói kêu con của ông Chí Giỏi ở Bạc Liêu đó mà kêu lại chợ mua kinh sách về coi đi đặng cho nó mở trí chứ đặng mà biết đủ hết trơn.
Bởi vì nên thành thử ra tu hành đa phước thì nên không phân biệt chứ không cố chấp gì chứ. Nếu mà mình cố chấp á, mình bị kẹt đó. Thí dụ như mình không thấy cái, nhưng bây giờ giả sử như cái đường mà nào cũng ra biển cả hết trơn á, nên thành thử ra mình nói mình rút mắt thành thử ra nó phải buộc lại, thành thử ra nó không trâu ra được biển cả. Dạ. Yeah. Như mình tự đắp đập lại. Tự đắp đập lại thành thử ra tám không cố chấp cái gì chứ, không phân biệt loài nào chứ. Trước kia mà chú Tám chưa giải cứu những chú trâu bò và các động vật khác á, thì chú Tám có thời gian mình làm cái nghề gì? Trước kia chú mở nhà thuốc, mà chú sau này chú mở nhà thuốc một thời gian cũng đâu 5-7 năm gì đó, chú ước nguyện. Chú đi mở nhà thuốc đó cũng thấy người ta nghe thập thiện đại nghiệp nói về nhân quả, Đức Phật chỉ này nọ đó. Chú Tám gìn được, chú Tám nghe, chú Tám mượn cái ghi đó từ cái chỗ mà chú dốt không biết chữ mà chú nghe được cái ghi đó rồi. Những lời Phật thuyết ra nhân quả là chú cũng không bỏ những chi tiết nào hết. Chuyện gì chú Tám cũng làm chứ. Dạ. Cố gắng làm, bởi vì một là mình phải tu cho thành Phật, thành thế mình làm y theo lời Phật của thuyết ra đó. Phật thấy cái nào mà có lợi là chỉ mình rồi, chứ phàm phu mà mình đó giờ có ai đâu mà nghe phàm phu đâu. Phàm phu biết cái gì, bởi vì bậc thánh nhân ta đã thấy hết trơn rồi. Thử ra chú nghe bậc thánh nhân chỉ, chú làm theo hết việc. Dạ. Không phân biệt cái gì chứ. Vậy là chú Tám đâu có đọc được những cái kinh sách, mình chỉ nghe thôi hả chú Tám? Nghe thôi, không có biết chữ đâu. Dạ. Không biết chữ dốt mà. Bởi vì nghe những lời Phật thuyết chứ giáo lý của Đức Thầy. Kinh của cậu hai, kinh nào cậu Tám cũng nghe chân á. Chú Tám không phân biệt. Bên sư giải bán khoai thôi, mà chú Tám chỉ người dốt thôi. Mà chỉ nghe cái lo đó, chú Tám đi thâu ghi đó, 4-5 cái ghi để bằng đêm nghe, đang làm những lời mà bậc thánh nhân chỉ thôi, chứ chú Tám không có biết chữ đâu. Chú Tám viết chữ của chú Tám một chữ một thôi, chứ không tới chữ thứ hai hồi nào giờ. Rồi hôm nay mấy con đến thăm chú Tám vậy thôi, giấc này tụi con cũng chiều rồi, tụi con cũng xin phép về chú Tám. Rồi chú Tám cũng mang ơn mấy cháu, cũng chúc đầu năm cuối năm nè, mấy cháu mạnh khỏe hoài sống tới 100 tuổi nè. Dạ. Dạ cảm ơn chú Tám ạ. Mạnh khỏe hoài sống tới 100 tuổi, tới ngày ra đi biết ngày ra đi thôi chứ. Chú Tám không cần gì. Chú Tám. Mạnh... Cao Hớn cũng xin chân thành cảm ơn chị Nguyễn Mỹ Phượng ở Đan Mạch cũng đã trợ duyên 4 triệu để trợ giúp cho chú Tám có thêm kinh phí cũng như có thêm lương thực thực phẩm ở trong giữa cánh đồng để dùng. Dạ cảm ơn chị rất là nhiều. Cũng mang ơn đệ đó cũng rất là nhiều, cầu chúc đệ đó sống tới 100 tuổi trẻ hoài mạnh hoài không đau bệnh chứ không biết ngày giáng sanh được thôi. Chứ không biết cầu chúc gì nữa, chân chúc gì quý rồi phải không? Dạ. Chứ tiền của thì nói chung ra đâu có đem theo sự được cứu đời mà được mình đâu.